Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tuần mới và chúng ta lại gặp lại nhau trong DeFi Discussion. Thì chắc là trong một tuần vừa qua thì anh em nào theo dõi thị trường DeFi thì có thể đã biết một cái drama nó rất là lớn. Và nó kéo theo rất là nhiều các cái dự án liên quan, và nó tạo ra một cái chuỗi ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cái bên tham gia vào trong thị trường DeFi. Thì đó sẽ là một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó có thể mang lại nhiều khía cạnh để khai thác, và chúng ta có được những cái góc nhìn chia sẻ với nhau những cái câu chuyện đa chiều như vậy. Nhưng mà trước tiên thì ok, xin chào anh Poseidon đã đến với DeFi Discussion tuần này, một vị khách mời đã quá quen thuộc đồng hành với series của chúng ta rồi ha. Xin chào anh Poseidon. Rồi, cảm ơn Nguyên và xin chào tất cả mọi người. Rồi, ok, thì chắc là vào luôn cái chủ đề chính hôm nay đi, tại vì cái tập tuần này có thể nó sẽ rất là dài và rất là nhiều chi tiết. Thì nếu mà được chọn ra một cái tình tiết trong cái chuỗi sự kiện vừa qua của Curve Finance á, thì rất là nhiều drama ha, rất là nhiều các cái tình tiết khác nhau, nhưng mà nếu được chọn ra một cái tình tiết mà gây chú ý nhất thì anh Poseidon sẽ chọn nó là cái tình tiết nào ấy? Rồi, thì trước khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết mà bản thân mình quan tâm nhất thì mình sẽ tóm tắt lại một chút về cái drama liên quan đến Curve Finance. Thì đầu tiên là vào khoảng ngày mình nhớ là 30-31 giờ tháng 7 thì liên tục các cái pool ở trên Curve nó bị tấn công và thất thoát như là khoảng hơn gần 52 triệu đô. Thì theo cái thông báo của Curve thì cái này là cái nguyên nhân nó xuất phát từ cái lỗi này là đến từ cái ngôn ngữ Viper mà người ta dùng để người ta viết lên cái Curve Finance, những cái bảo mật ở trong Curve Finance, thì nó dẫn tới là nó bị tấn công và nó hacker nó có thể rút tiền ra, tạo ra một cái vòng lặp và rút tiền không giới hạn, nó gây ra thiệt hại cho các cái pool thanh khoản trong Curve. Thì sau khi có cái sự cố này thì ngoài cái câu chuyện đó là tìm cái nguyên nhân bị tấn công và khắc phục, thì cũng như là liên hệ với các cái bên dự án bị thiệt hại để mà có cái giải pháp, thì cũng có một cái drama khác liên quan đến cái khoản vay của ông founder của Curve ở trên các cái nền tảng như AV hay là Abracadabra. Thì nói chung là ông này, mọi người có thể hiểu là ông bỏ token CRV vào và ông làm cái sẵn thế chấp, sau đó ông vay ra một lượng stablecoin cũng tương đối là lớn. Theo cái dữ liệu mà mình đang có ở đây thì ông Michael Igorov là cái ông founder của Curve thì ông thế chấp khoảng 305 triệu CRV và nó trị giá khoảng 167 triệu đô la để mà vay gần 70 triệu stablecoin bao gồm USDT, USDC và MIM, cái stablecoin của Abracadabra. Thì nói chung cái khoản vay này nó đã gặp cái rủi ro khi mà có cái fault liên quan đến Curve thì CRV nó giảm rất là mạnh và có những cái thời điểm là giảm mà hình như là trên 20%, 50% luôn đúng không ta? Thì tầm đó. Nó gây ra cái rủi ro thanh lý đối với khoản vay của cái ông này, và sau một hồi bị áp lực từ rất là nhiều bên và đứng trước cái nguy cơ là bị thanh lý toàn bộ cái phần CRV đang thế chấp thì ông đã phải nhờ sự trợ giúp của cộng đồng và chủ yếu là đến từ các cái tổ chức lớn, các cái dự án mà có liên quan đến Curve, như là một số cái tay to như Justice Sun hay là DFC God và một số cái QL ở trên Twitter thì chung tay giải cứu bằng cách đó là bán OTC đồng CRV. Thì lý do bán OTC ở đây là bởi vì không muốn đung cái lượng CRV trên thị trường khiến cho CRV tiếp tục giảm. Dĩ nhiên đó là lý do một phần thôi, còn thực tế thì theo mình hiểu đó là cái phần đó là không thể nào bán market sell ở trên thị trường được, tại vì thanh khoản cũng chả có, chẳng biết bán ở đâu đó. Thì có khi còn bán xong còn bị thanh lý trước khi đặt sợ đó. Thì việc chúng ta có một cái deal OTC thì chút xíu nữa mình sẽ nói chi tiết hơn đó, thì rất là nhiều tay to đã tham gia, nó mua được CRV với một cái giá anh em có thể hiểu giá chiết khấu ha, tại vì đây là cái ta mua sỉ mà và mua số lượng lớn thì lên quên giá là 0.1 đô la. Thì chính vì vậy là hiện tại thì
thị trường nó đang đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi đối với các finance nói riêng và với DeFi nói chung, bao gồm xoay quanh câu chuyện thứ nhất là câu chuyện bảo mật, là câu chuyện nó vốn dĩ nó tồn tại rất là lâu rồi. Cái thứ hai đó là câu chuyện về cái yếu tố quản trị trong bản thân dự án Curve cũng như các dự án lending, hay là, và cái thứ ba đó là cái sự liệu rằng cái những cái founder, những cái team mà đang phát triển những cái dự án DeFi có, người ta có mình không biết mình dùng từ có chuẩn không, tức là người ta có vẫn đang tiếp tục dồn tâm trí và sức lực để phát triển cho tức không, hay là người ta đang tính toán đến câu chuyện đó là chốt lời và thoát dần đi khỏi DeFi rồi. Thì hiện tại cộng đồng vẫn đang tranh cãi khá là gay gắt xoay quanh những cái vấn đề này. Thì đó là tóm tắt về cái sự kiện, nó cũng chỉ đơn giản là từ câu chuyện hack và dẫn đến first, rồi dẫn đến nguy cơ thanh lý của một cái vị thế nợ rất là lớn thế thôi. Nhưng mà xung quanh đó thì có rất nhiều yếu tố để chúng ta khai thác, nhưng mà cá nhân mình á, thì mình chỉ quan tâm đến hai vấn đề thôi. Đầu tiên là cái nguyên nhân dẫn đến sự cố bị tấn công của Curve á. Thì thực ra Curve bị tấn công thì ok rồi, nhưng mà cái mình băn khoăn ở đây là cái lỗi này thì nếu như theo người ta nói là lỗi xuất phát từ ngôn ngữ Viper, thì tức là nó tồn tại rất lâu rồi và bây giờ mới phát hiện ra, thì đây là một cái rủi ro hết sức lớn đối với DeFi. Tại vì Curve Finance nó không phải là một cái giao thức DeFi bình thường, mà nó là một cái ở những cái trái tim của DeFi. Tại vì sao mình nói trái tim? Tại vì người ta hay nói stablecoin là mạch máu, thì Curve nó là một cái trung tâm để mà nó luân chuyển toàn bộ stablecoin trong DeFi. Nó là vừa là thanh khoản, vừa là nơi để lấy thanh khoản, vừa là nơi để mà luân chuyển những trao đổi giữa stablecoin, nó quá quan trọng. Thì Curve nó đã tồn tại những cái rủi ro như vậy, thì chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi liệu rằng những cái dự án DeFi lão làng khác như là Uniswap, như là AV, như là Compound, như là MakerDAO có hay không có tồn tại những cái lỗi như vậy, và liệu rằng sẽ có một ngày nó bị tấn công hay không. Tại vì đây đều là những cái giao thức hết sức quan trọng, và nếu như một trong những số đó bị tấn công thì có thể gây ra, có thể là dẫn đến sụp đổ luôn cả DeFi, vẫn có khả năng, nhất là các cái giao thức liên quan đến cho vay. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà mình chú ý. Còn cái vấn đề thứ hai đó là cái câu chuyện liên quan đến kiểm soát nguồn cung CRV và sử dụng cái nguồn cung đó của ông founder Curve là ông Michael Igorov. Thì lý do mà mình quan tâm là bởi vì anh em có thể hiểu là thực ra cái việc mà thế chấp CRV và vay USDC, USDT của ông này thì không có sai gì cả. Về mặt lý thuyết hay về mặt pháp luật thì đó là chuyện rất là bình thường. Chúng ta có tài sản thế chấp chúng ta vay. Tuy nhiên thì thực tế, chúng ta sẽ nói một câu chuyện thực tế thôi, chứ chúng ta nói lý thuyết. Thực tế ở đây chúng ta hiểu rằng đây là một cái hành động nó mang tính chốt lợi. Tại vì khi mà chúng ta không thể nào bán được CRV trên thị trường với số lượng lớn như vậy thì chúng ta mang vào cho vay, và khi mà cần thì khi mà chúng ta cảm thấy, nếu mà giả sử CRV lên, cái khoản vay nó cái vị thế vay nó tốt hơn thì chúng ta có thể trả bớt nợ. Còn nếu mà CRV xuống thì chúng ta đơn giản là như, hoặc là gặp một cái sự cố gì đó thì đơn giản là như ông ấy vừa làm, tức là bán OTC và trả nợ. Thì đó là một hành động nói chung là nó mang tính chốt lời nhiều hơn là cái việc vay thông thường. Thì thực ra chốt lời cũng không sai, đúng không? Chúng ta có lời thì chúng ta tốt hơn, cũng không ai bắt founder phải sống trong nghèo khổ hay là phải nó có một cái tin đồn là cái khoản tiền mà ông vay ra là để mua bất động sản, thì cái này là mua cái nhà gì đó 40 triệu đô. Thì trên Twitter nó cũng có nói một số tin đó, nhưng mà thôi thì cái chuyện đó chúng ta sẽ không có bàn. Nhưng mà câu chuyện đây mình muốn nói là sao, dĩ nhiên ông ấy không có sai, nhưng mà khi mà Curve nó ra cái VICRV và nó cố gắng xây dựng một cái giao thức để mà các dự án hoặc là những cái tổ chức người ta cố gắng, người ta tích lũy CRV, tích lũy VICRV để mà giành chiến thắng trong một cái Curve qua, để mà tạo ra lợi nhuận bền vững, để mà xây dựng một cái giao thức liên tục phát triển. Thì đó là cái khẩu hiệu của nó, nhưng mà trong khi thực tế thì ông founder ông lại đang chốt lời dần đi, và ông cũng chẳng quan tâm gì đến cái việc tích lũy hay gì. Thì chúng ta thấy có một sự mâu thuẫn trong cái việc xây dựng và phát triển của chính Curve Finance. Và nếu như mình thì mình sẽ đặt câu hỏi là liệu rằng những cái phân tích, những cái research của những cái tổ chức, những cái cá nhân hay là của bản thân mình trước đây về Curve One nó có sai không, và liệu rằng có cái Curve One nào ở đây không, và liệu rằng Convert có phải là cái dự án chiến thắng Curve One không, hay chỉ có duy nhất ông founder này ông win thôi. Thì đó là cái hai cái vấn đề mà mình quan tâm. Anh có đề cập đến hai cái vấn đề mà em cũng rất là đồng ý. Đó là cái đầu tiên là cái khía cạnh kỹ thuật, cái lỗi nó từ cái ngôn ngữ Viper.
thì em muốn bổ sung một xíu cái khía cạnh này, đó là cái ngôn ngữ Viber này á, nếu như mà anh em nào theo dõi thì thấy là nó cũng tự tự như Solidity thôi. Nó cũng là một cái ngôn ngữ để viết smart contract trong các cái sản phẩm, nhưng mà cái funding, tức là cái nguồn vốn để hỗ trợ phát triển cho cái ngôn ngữ này á, thì nó sẽ không thể nào mà dồi dào được như Solidity, và từ đó nó sẽ kéo đến rất là nhiều những cái hệ lụy. Thì cái này nó cũng là một cái, chúng ta nói nhiều đến việc là phân bổ rủi ro liên quan đến token, liên quan đến validator, rồi các thứ, nhưng mà bây giờ thì nó lại, trước đây thì có một cái phân bổ rủi ro liên quan đến các cái phần mềm client để vận hành validator nữa, thì bây giờ nó lại đẻ ra một cái vấn đề nữa là phân bổ rủi ro cho các cái ngôn ngữ để viết smart contract. Và các cái bên kiểu như Curve thì họ sẽ thích những cái ngôn ngữ nó hơi indie một xíu, nó hơi dị dị một xíu, và nó không có được gọi là nhiều người sử dụng như Solidity. Thì cái này nó cũng có hai mặt thôi, tức là một là nó sẽ đa dạng hóa cái ngôn ngữ mà mọi người sử dụng, thứ hai là về cái mặt tiêu cực thì nó đã phát sinh, đó là những cái lỗi mà nó đã tồn tại cách đây, có ông bảo là cái này nó tồn tại cách đây 2 năm rồi và bây giờ mới moi ra, thì nó cũng là một cái hệ quả của cái việc là cái nguồn vốn dồn cho phát triển cái ngôn ngữ nó không được cân bằng. Đó thì là về cái vấn đề kỹ thuật hồi nãy. Còn cái vấn đề mà tài chính thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề là tài chính. Thì rõ ràng chúng ta thấy là rất là nhiều những cái cá nhân ha, và những cái tổ chức, những cái dự án liên quan đến Curve thì họ cũng đã đề xuất là mua cái OTC này. Thì theo anh á, là cái động cơ của họ thực sự đang toan tính cái gì? Ví dụ như Justin Sun ha, thì cũng gọi là có những cái động thái gọi là rút stablecoin trước, xong rồi mới offer cái OTC, cái deal OTC. Hoặc là như những cái dự án ví dụ như là Yearn hay là Stakeout, thì hồi xưa giờ họ đã có những cái phát triển dựa trên nền của Curve rồi, thì họ cũng có đề xuất mua OTC. Hoặc là những cái như là AV hoặc là Frax thì họ cũng đang có đề xuất, thì hiện tại là mới có đề xuất thôi, giờ không biết là có chính thức là mua chưa. Thì rất là nhiều bên họ tham gia vào cái OTC deal này, thì anh nghĩ đâu là cái động cơ để họ có những cái bước đi như thế này? Thì theo mình thì ở đây chắc là sẽ có nhiều nhóm động cơ khác nhau, nhiều cái mục tiêu khác nhau của từng người đó. Tại vì như Nguyên có nói cái chi tiết đó là Justin Sun thì cũng là ông rút stablecoin ra khỏi cái nền tảng Lightning trước, trước khi mà mua thì chắc anh em cũng dễ hiểu thôi ha. Khi mà chúng ta rút stablecoin ra thì cái tổng cung, cái supply của stablecoin trên Lightning, ví dụ AV chẳng hạn, nó bị giảm xuống, thì khi mà anh em buy stablecoin thì tổng supply giảm thì rõ ràng lãi suất nó sẽ tăng lên. Thì đây là một cái hành động gọi là ép giá đó, ép giá một cách công khai nhưng mà lại đúng luật của ông đó đối với thằng founder của bên Curve, đó là giờ OTC lẻ đi và giá tốt tí đi mà trả, chứ không trả lãi hơi mệt đó, ý là vậy thôi. Thì đó là chúng ta thấy rõ cái mục tiêu ở đây là mua CRV giá rẻ đó của tất cả những người người ta đang cố gắng gom. Nhưng mà như của Justin Sun hay là DFC God thì chúng ta thấy rằng cái động cơ có lẽ là cũng chỉ để kiếm lợi nhuận thôi, đơn thuần là thấy một cái cơ hội và biết rõ rằng là Curve nó sẽ chưa có thể chết được, nó sẽ không có trở về mo, trở về không á, thì người ta cố gắng mua với một cái mức giá tốt để người ta phục vụ cái mục tiêu là chốt lời trong tương lai. Tại vì giá 0.4 thì so với hiện tại vẫn đang có lời rồi. Thì còn cái câu chuyện của một số dự án khác chẳng hạn, thì như em đã biết trước đây Curve qua thì rất nhiều dự án nó tích lũy VICRV. Và hiện tại thì theo cái số liệu mà hồi nãy mình có xem ở trên Dun Analyst thì Vep đang là dự án chiếm nhiều nhất với khoảng hơn 40% một chút. Tiếp theo đó là Yearn với khoảng 9%, Stakedown là thằng thứ 3 với khoảng 6%. Còn lại những ông lẻ tẻ khác và những cái cá nhân khác thì nó nắm đâu đó hơn 40% của cái riêng VICRV. Thì em có thể hiểu là cái việc CRV mà nó sụt giảm như vậy thì xét về mặt lỗ mà ghi nhận trên giấy tờ thì đầu tiên là những ông này là những ông lỗ nhất, và những ông này là những ông khóa lâu nhất và sẽ chịu cái rủi ro cao nhất, rất có thể là sẽ bị những cái ông như Justin Sun vào mặt. Tại vì mấy ông này là khóa toàn là 2 năm không ạ, khóa mắc tham không ạ, thì cái rủi ro nó rất là cao. Thì vì vậy người ta, cái việc mà người ta đề xuất mua CRV thêm để mà cứu cái việc mà bị thanh lý thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì người ta bỏ tiền ra để người ta cứu chính mình thôi. Với lại còn cái thứ ba nữa mà mình muốn đề cập ở đây, đó là nó có thể là nó hơi xa vời một chút, nhưng mà mình cũng muốn nói là bởi vì Curve thì thực ra
như chúng ta như cái ý hồi nãy mình nói thì mình không biết liệu rằng founder người ta có muốn theo cái dự án này dài hay không, nhưng mà trên thực tế thì Curve nó vẫn đang là một cái dự án có tầm quan trọng bậc nhất ở trong DeFi, và nếu như mà giữ được nó thì nó sẽ vẫn là cái mạch máu quan trọng của DeFi, và cái việc mà anh em có thể bỏ ra một cái số tiền nó nhỏ hơn rất là nhiều so với bình thường để mà chúng ta chiếm cái quyền quản trị trong đó thì nó cũng là việc có lợi. Xét về mặt dài hạn đều nó vẫn là có lợi, trừ cái bỏ qua câu chuyện lợi nhuận kiểu như bán mua 0.4 bán 0.6 0.8 đi, thì cái việc mà chúng ta tích lũy được cái VSRV nó vẫn có rất là nhiều lợi ích trong dài hạn. Thì đó là cái ý thứ ba mình muốn nói liên quan đến cái động thái mua CRV của những cái thằng này. Chúng ta đã nói về đầu cái podcast này, chúng ta nói về những cái lỗ hổng kỹ thuật, chúng ta nói về cái khía cạnh tài chính một xíu, tức là nó hơi mua discount xong rồi canh me nhau rồi dòm nhau rồi đấu trí với nhau, cái khía cạnh của tài chính, những cái mức mà các bên họ đã có, cái mức giá mà các bên họ đã entry. Và bây giờ thì em nghĩ là nếu như được bỏ hai cái khía cạnh kia sang một bên và mình chỉ nói về cái sản phẩm của Curve thôi á, tức là bây giờ mình không nói về cái khía cạnh là tài chính hay là cái gì, những cái drama thời gian gần đây hoặc là kể cả những cái đòn bẩy của ông nhà sáng lập, thì nếu như mà chỉ nói về cái khía cạnh sản phẩm hiện tại và cách mà Curve nó đang phát triển, thì anh nghĩ đây là một cái sản phẩm nó còn đủ tốt hay không, và nó còn đủ cái sức thu hút để các cái bên dự án họ tham gia vào và họ gắn bó trong cái thời gian tới. Giống như nãy anh có đề cập là Curve thì trước giờ nó là một cái base layer, tức là nó là một cái nền tảng nền để rất là nhiều các cái pool, các cái bên họ cắm cái đầu ra sản phẩm của họ lên. Thì không biết là sau cái sự cố này thì anh còn nghĩ đây là một cái sản phẩm nó đủ tốt hay là nó còn sức thu hút hay không? Thì đây là cái câu hỏi mà mình cũng thấy nó khá là hay. Thì dưới quan điểm góc nhìn của mình đi, thì thực ra mình có, khi mà Nguyên hỏi câu này thì mình cũng có xem một chút cái số liệu liên quan đến Curve, thì cái sản phẩm liệu có đủ tốt và đủ thu hút những tay chơi tham gia vào cái thằng này thêm một lần nữa không, thì theo mình là sản phẩm nó vẫn đủ tốt và vẫn đủ thu hút thôi. Tại vì như mình đã phân tích thì Curve Finance nó vẫn là một cái dự án lớn nhất và có nền tảng nhất liên quan đến stablecoin, và những cái cập nhật gần đây của nó liên quan đến các cái phiên bản liên quan đến cải thiện thanh khoản cũng như là phát triển trên những hệ sinh thái khác thì mình đánh giá nó vẫn là tương đối ổn. Và kể cả thời điểm mà hiện tại bây giờ là cái thời điểm mà thị trường khó khăn thì Curve nó vẫn đang hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên thì như mình đã nói thì cộng đồng hiện tại người ta đang đặt ra câu hỏi, đó là liệu rằng kiểu như ông founder Curve nó còn đang ở cái team của Curve nó còn đang muốn gắn bó và đồng hành lâu dài với dự án hay không, thì nó khiến cho những cái dự án mà kiểu như Convert hay là Yearn thì người ta cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi như vậy, và liệu rằng người ta có muốn duy trì cái vị thế của người ta liên quan đến cái Curve Coin này không. Đó tức là cái bắt đầu chúng ta phải giải quyết những cái mâu thuẫn như vậy. Thì xét về mặt thực tế thì mình vẫn nghĩ là Curve nó sẽ tiếp tục duy trì, và như cái ý hồi thứ hai của mình anh em, nếu mà anh em nhớ lại câu chuyện Curve Coin thì thực ra Curve Coin bản chất là tìm mọi cách để chúng ta tích lũy được VICRV, tức là tích lũy CRV với giá rẻ nhất có thể, tức là chúng ta giảm thiểu cái đầu vào chi phí xuống thì từ đó chúng ta thu được cái lợi nhuận lớn nhất. Bản chất Curve Coin nó là như vậy thôi, và Convert hay Yearn hay là những cái dự án khác nó cũng chỉ đi theo cái mô hình như vậy. Vì vậy mình kỳ vọng nha, mình sẽ đặt ông founder và cái ý chí của team nó qua một bên, thì mình vẫn đang kỳ vọng là qua cái đợt lần này sẽ có những cái người mà người ta thông qua cái việc mà giải cứu ông đó, người ta sẽ tích lũy được tiếp tục tích lũy được cái CRV đủ lớn để sau này thay đổi cái giao thức này theo cái hướng nó phi tập trung hơn và nó tốt hơn, để cho nó, dĩ nhiên là trong đó sẽ có lợi ích của bản thân dự án hay bản thân cá nhân đó, nhưng mà nó sẽ tiếp tục nó duy trì được với giao thức DeFi theo hướng tốt hơn. Tại vì mình không nghĩ cái việc Curve Finance nó gặp vấn đề là cái chuyện tốt lành gì đâu. Tại vì nếu mà Curve Finance thực sự mà nó như UST chẳng hạn thì chắc chắn là DeFi không còn gì đó, cái đó là mình có thể khẳng định luôn với anh em là như vậy. Thì
Từ cái phân tích về dự án hay là góc nhìn liên quan đến cái giới DeFi thì mình đều tin rằng là Curve nó sẽ tiếp tục, nó sẽ duy trì được thôi, nó sẽ không có gặp vấn đề gì. Nhưng mà mình hy vọng là sẽ có một cái mua cái những cái tác nhân khác nó tham gia vào DAO và nó có đưa ra những cái quyết định nó hợp lý hơn. Thí dụ nha, mình thí dụ nha, nhân đây mình nói hơi dài tí mình sẽ nói luôn. Thí dụ như cái quyết định mà đưa ra cái CRV USD của Curve á, và nó quá thiên vị cho cái stablecoin này trên cái sân chơi của nó khiến cho những cái stablecoin, những cái dự án khác đó, nó gặp vấn đề thì mình cũng không có happy lắm, không có thấy vui lắm với cái những cái câu chuyện như vậy, tại vì nó không thể hiện được cái tinh thần của DeFi ở đấy. Tức là tinh thần DeFi không phải là như vậy, mà tinh thần DeFi đó là để người dùng quyết định, tức là nó phi tập trung và để người dùng quyết định xem đâu là stablecoin tốt và đâu là stablecoin nó có thể, người ta có thể yên tâm, người ta hold, người ta sử dụng, chứ không phải là đưa ra những cái liên quan đến lãi suất các thứ rồi chèn ép những stablecoin khác, thì mình không thích như vậy. Thì hôm trước khi mà nói chuyện với mấy anh em thì cũng có lỡ rủa, chắc cũng cơm nó cũng rách xuống thôi, thì đúng là rách thật, cũng hơi xui tí. Thì hy vọng là Curve nó sẽ thay đổi, có những cái đưa ra những cái thay đổi liên quan đến sản phẩm và cái con đường phát triển nó đúng hơn với cái vị thế của nó trong DeFi hiện tại, là một cái sàn AMM stablecoin và nơi tập trung thanh khoản lớn nhất trong thị trường crypto, chứ không phải là chỉ chăm chăm vào những cái lợi nhuận mang tính ngắn hạn hoặc là mang tính nó quá là nhỏ đi, nó như kiểu là tạo ra một stablecoin để chiếm thị phần hay là gì đó, thì mình thấy như vậy là nó sẽ không hợp lý. Thực ra có một cái câu đùa mà người ta nói mấy ngày đây, cái này nó như là một cái Curve World phiên bản mới, nhưng mà nó hơi gọi là chút chắc xíu, là nó canh xem là ai là người bị úp cuối cùng. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là tranh cãi, tại vì nó là một cái, bản thân crypto nó là một cái đan xen rất là nhiều yếu tố với nhau. Nói một cách dễ hình dung thôi, tức là tự nhiên các cái ông mà đã đồng hành với dự án từ rất lâu rồi, như anh có đề cập hồi nãy là rất nhiều bên họ stake cái VCRV lên một khoảng thời gian dài, thì bây giờ tự nhiên lòi ra những cái ông mà như kiểu là đi diều hâu á, tức là đi sẽ những cái deal OTC ở giá discount, thì những cái bên mà họ đã đồng hành từ lâu thì họ sẽ cảm thấy là bây giờ chúng ta sẽ phải có những cái động thái gì đó mua vào để không có bị pha loãng cái quyền vote của họ. Thì nó là một cái hệ quả thôi, tại vì họ không thể nào mà đứng im mà nhìn cái quyền vote của họ nó bị dilute. Và rõ ràng là cái tokenomics của Curve từ lâu nay á, nó cũng là một cái câu chuyện mà mọi người đề cập rất là nhiều, đó là cái mức độ mà emission, cái mức độ mà pha loãng của nó cũng rất là kinh khủng. Nhưng mà cái mục tiêu ban đầu của cái việc pha loãng này là để gọi là phân phối cho cộng đồng, đúng không anh? Để phát triển giao thức và phân phối phần thưởng cho hợp lý, chứ không phải là đúng để rồi. Để cầm đi thế chấp. Và một cái con số mà cũng rất là khủng khiếp trong tuần vừa rồi, đó là 47-49% gì là cái tổng cung mà ông mình không nhớ rõ con số, nhưng mà nó là cái tổng cung mà ông founder 47-47%, thì nó là cái con số mà nghe qua là nó rất là, mình cảm thấy là nó không hợp lý tính đến thời điểm hiện tại. Có thể là họ có những cái tính toán, ví dụ như là họ sẽ control giai đoạn đầu hay sao đó để họ có cái quyền quyết định và có đủ cái động lực để họ phát triển dự án. Nhưng mà cái con số đó và cái hành động của cái ông founder stake vào vay thì nó vẫn đúng theo cái cách mà cái protocol nó hoạt động thôi, nhưng mà có thể là nó sẽ hơi sai về mặt cái ethic, tức là cái gọi là cái đạo đức chung của một cái ngành mới như thế này, mà nơi mà mọi người đến và kể với nhau về cái câu chuyện về phi tập trung. Thì không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái cách xử lý của ông founder Curve này? Thì thực ra dưới góc độ cá nhân thì chắc là như mình nói đó, là ông muốn chốt lời thôi, và có thể là dùng tiền để mua những cái tài sản hoặc là để đầu tư cá nhân hay gì đó, thì như mua nhà mua đất gì đó. Thì về mặt pháp luật thì hay là về mặt đó, cái đặc điểm vận hành của giao thức thì chúng ta đã nói rồi, ông không có sai. Tuy nhiên thì cái mà người ta gọi là lên án là ở đây câu chuyện đó, là nó cũng là vấn đề chung của DeFi thôi, tức là công khai thông tin. Thí dụ như ông này không phải là
Hồ CRV đi, không phải làm dự án crypto đi, mà ông đang sở hữu một cái công ty về xây dựng chẳng hạn. Ông cầm 50% cổ phiếu, thì khi mà ông làm bất kỳ cái gì liên quan đến 50% cái phần cổ phiếu đó, ông buộc phải thông tin cho Ủy ban chứng khoán, mình nói thí dụ vậy, hoặc là phải công khai trong những cái cuộc họp hội đồng, hoặc là hội đồng quản trị, hoặc là hội đồng cổ đông, hay là công khai trong báo cáo tài chính là tôi dùng 10% để cho thế chấp ở ngân hàng Vietcombank, tôi dùng 20% để thế chấp tại BIDV, mục tiêu là để làm gì đó. Thì dưới cái góc độ công khai về mặt thông tin và đầy đủ thông tin như vậy á, thì các cái bên liên quan, kể cả ngân hàng, kể cả nhà đầu tư, kể cả những cái bên đối tác, người ta có đầy đủ các cái dữ liệu để người ta đưa ra cái quyết định chính xác. Còn trong trường hợp phục cấp thì chúng ta nói về câu chuyện là một dự án phi tập trung, thì chúng ta không hề biết, tức là những cái người người ta đang hold CRV này, những cái người liên quan như là AV hay là những cái nền tảng cho vay khác, hoặc là những cái dự án mà nó partner với Cup, nó không được chuẩn bị sẵn cho cái sự nó hơi hoang dã một xíu, tức là ông làm xong rồi cái dữ liệu on chain nó mới có để người ta mới theo dõi. Khi mà xảy ra sự cố thì mình có đọc trên Twitter có một cái câu của một cái nick nào đó thôi, comment trong những cái thread liên quan thôi, cái chủ đề liên quan thôi, mà mình cũng nhớ đó là liệu rằng tất cả chúng ta có còn sẵn sàng đặt tiền vào những cái giao thức, những cái dự án mà tất cả mọi người đều không biết ngày mai nó sẽ như thế nào không? Tức là nó nói thực trạng của DeFi tại những cái thời điểm nó thị trường nó tệ như thế này đó. Tức là có thể mọi thứ nhìn bề ngoài nó vẫn đang tốt đẹp, nhưng mà chỉ cần một cái tác động nhẹ của một ai đó thôi, một cái phớt nào đó thôi, một cái rò rỉ một cái thông tin hoặc là một cái sự cố nào đó thôi, thì tất cả có thể về không hết và thiệt hại rất nhiều người. Đó thì đây chính là một cái vấn đề chung của DeFi hiện tại, và cũng như là vấn đề riêng của Curve. Thì nói chung là mình sẽ không thích cách làm của ông founder lắm, mà nếu là mình thì mình có thể mình sẽ lựa chọn một cái cách làm khác nó trách nhiệm hơn. Tức là trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với chính bản thân cho dự án cho mình tạo ra, và trách nhiệm với những cái đối tác và những cái người mà người ta tin tưởng mình, thì thế thôi. Chứ còn và như chúng ta đã nói rồi, thì đến bây giờ ông muốn trả sai gì thì ông vay thì ông tự trả thôi, và nếu không trả được thì thiên lý, thế thôi. Thực ra cái vị thế vay của cái ông này á, là nó cũng bị tấn công nhiều rồi. Chứ là trước đó là có một cái vụ liên quan đến cái ông Ivy Eisenberg á. Tức là nếu như mà anh em nào theo dõi cái vụ mà thao túng giá ở bên Mango á, ở bên Solana, thì biết đến Ivy Eisenberg. Thì Ivy Eisenberg thì đợt đó cũng có một cái pha gọi là nói chung là me cái vị thế, làm sao để thanh lý cái vị thế của ông này. Nhưng mà ông này ông đợt đó không bị gì hết. Xong rồi cái vị thế vay bằng CRV ở trên AV thì cũng rất nhiều bên họ cảnh báo từ hồi tháng 11 cơ. Ví dụ như là Gonlet chẳng hạn, thì Gonlet họ đã có những cái đề xuất là làm sao để giảm thiểu những cái tiếp xúc với CRV nhiều nhất. Nhưng mà ở thời điểm đó mọi người vẫn chưa thấy được cái nguy hiểm của cái đòn bẩy này. Bẵng đi một cái thời gian thì cái vị thế của ông sáng lập Curve này thì nó cứ ở đó thôi. Thì nó cứ âm ỉ đến một cái giai đoạn mà thị trường nó gần như là nó cạn kiệt về thanh khoản như lúc này á, thì một cái bất liên quan đến những cái bull thì nó gây ảnh hưởng rất là nhiều, rất nhiều bên ảnh hưởng, không những là những cái bên lending đã cho hỗ trợ cái CRV này, hỗ trợ tài sản thế chấp bằng CRV, mà còn rất là nhiều những cái bên, ví dụ như là họ đặt cái bull ở trên Curve thì họ cũng bị ảnh hưởng. Rồi chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về cái vai trò của các cái bên lending ha, trong cái sự cố này. Ở bên AV họ đã có những cái đề xuất như em có đề cập hồi nãy, nhưng mà họ không action ở cái giai đoạn đó, và nó dẫn đến nó để im một khoảng thời gian dài, và nó tới đến cái thời điểm này nó mới gây ra cái ảnh hưởng rất là lớn. Thì anh nghĩ như thế nào về những cái lending platform như thế này, cái vai trò của họ là gì trong cái sự cố này? Thực ra thì chủ yếu ở đây là người ta đã thấy được cái sự tiếp xúc nhiều của cái nền tảng của người ta với Curve. Tuy nhiên thì chúng ta thử biết là những cái dự án như AV thì nó hoạt động dựa trên DAO, quyết định bởi DAO, và mọi thứ chỉ là đề xuất, trước khi biểu quyết thì chỉ là đề xuất. Chính vì vậy thì mình nói nó hơi buồn cười, tức là không phải lúc nào số đông cũng đúng. Tức là anh em có thể tưởng tượng đó là
có những cái sự kiện, thường thông thường những cái sự kiện như vậy, những cái sự kiện nó mang tính gọi là lớn lao hoặc là lịch sử, như kiểu sụp đổ của UT Luna chẳng hạn, hay là những cái FTX, hay là những cái liên quan đến ở như Curve vừa rồi chẳng hạn, thì thực ra là chỉ có số ít những người ta nhìn ra thôi, chứ không phải số đông đâu. Tại vì nếu số đông mà nhìn ra thì nó lại không phải là sự kiện lịch sử gì nữa rồi. Nó buồn cười câu chuyện đó. Tức là đối với sự kiện này cũng vậy, tức là chỉ có một số người người ta cảm thấy nên thận trọng, nhưng mà đa phần số đông thì nghĩ là tôi chết thật, tôi chẳng thấy có vấn đề gì đối với cơ mà. Nó vẫn đang là một cái nền tảng ngon nhất thị trường mà, nó có bị gì đâu. Rồi thì thấy tài sản thế chấp cũng đang lớn mà, đồng CRV nó vẫn đang ổn định mà, thì thôi có gì đâu. Thì mình được biết là không đồng ý cái đề xuất đâu đó, thì nó dẫn đến cái sự việc như bây giờ. Thì vậy thì chúng ta lại lật lại vấn đề, thế thì quản trị DAO nó có đúng không, thì hay là nên giao cái việc đưa ra cái những cái đề xuất này cho những một số chuyên gia, tại vì không phải tất cả những người có quyền biểu quyết người ta đều là chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Đó, thực tế nó là cái câu chuyện nó đang có tiếp tục lại là một cái mâu thuẫn ở trong cái DeFi và trong cái tổ chức DAO nó là như vậy. Thì quan điểm cá nhân của mình ở đây thì các nền tảng lending đối với sự kiện này về cơ chế hoạt động thì người ta không có vấn đề gì. Đó, tuy nhiên thì về cái câu chuyện điều chỉnh những cái thông số rủi ro hay là đánh giá những cái khoản vay lớn và nó có nhiều tác động như vậy thì vẫn đang thiếu sót. Nhưng mà thiếu sót đó nó lại bắt nguồn từ chính những cái cơ chế mà chúng ta đã tôn vinh và đã nghĩ rằng nó là sự thay đổi đối với công nghệ và đối với tài chính và đối với thế giới. Mà chúng ta hay nói là DAO ấy, thì nó hơi buồn cười như vậy. Và có lẽ là mình cũng không biết nói thế nào, tại vì nó rất là khó. Thực ra thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà bất cứ cái thị trường nào mới thì nó cũng sẽ có những cái kiểu như thế này. Tức là người ta hay nói là cái move fast break things, tức là cứ phát triển thật nhanh xong rồi nổ nhanh nhanh xíu xong rồi làm lại kiểu các thứ. Thì có thể là những cái sự kiện kiểu như thế này nó sẽ khiến cho những cái đội ngũ họ suy nghĩ khác hơn về cái cách thiết kế làm sao cho nó hợp lý. Và nói chung là mình cắt lời những việc, nói chung là rất rất khó để mà chúng ta đạt đến một cái sự hoàn hảo. Tức là thí dụ như người ta sẽ đưa ra những cái đề xuất đó là thì ngoài câu chuyện là quản trị DAO bình thường đi rồi, thì đối với những cái trường hợp đặc biệt mà kiểu như chúng ta sẽ lập một cái ban nhỏ hơn đi, kiểu như từ 10 đến 15 người, trong đó là có tiếng nói liên quan đến những cái vấn đề nó mang tính khẩn cấp sống còn của giao thức chẳng hạn. Thí dụ như là ta thấy nguy hiểm quá rồi, thôi đề nghị cắt luôn đối với Curry, không cho vay nữa các thứ, thì nó lại là không còn phi tập trung nữa. Tức là nó lại giảm thiểu cái sự phi tập trung. Cho nên mọi người phải hiểu đó là mọi vấn đề nó đều có hai mặt, và đôi khi chúng ta phải chấp nhận là đến độ thôi, giữa câu chuyện đó là bảo vệ an toàn của tài sản của số đông trên giao thức, hay là cái câu chuyện đó là phi tập trung đó. Thí dụ như đối với AV đó là cái mâu thuẫn như vậy và cái đánh đổi như vậy, thì như Nguyên nói đó, thì chúng ta sẽ dần dần sẽ phải có những cái biện pháp nó cụ thể hơn và nó xác đáng hơn và nó phù hợp hơn để mà ứng phó với những cái sự kiện như vậy. Ok rồi, thì trước cái podcast này á, thì hai anh em cũng có ngồi thảo luận với nhau một xíu, thì mình cũng có nói với anh Poseidon một cái ý như thế này, đó là cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái lending, tức là cái vị thế của ông này, ông đòn bẩy rất là sớm và nó như kiểu là một cái kho xăng nó để sẵn ở đó rồi. Còn cái bug của Viber nó chỉ là một cái thứ để gì đó để nó trigger cái là cái kích hoạt thôi, cái ngòi nổ thôi. Thì nó hơi có một xíu thuyết âm mưu ở chỗ này một xíu, thì có thể là đây là một cái gọi là một cái bước đi mà nó đã có tính toán từ trước, hoặc là sau đó từ các cái tổ chức mà họ cảm thấy là họ có lợi ích từ cái sự kiện lần này. Thì dù gì thì nói đi nói lại thì nó cũng là một cái drama mà, thì nó cũng là một cái điểm nó hơi tối của thị trường một xíu, thì chúng ta cũng phải chấp nhận để chúng ta kiên trì chờ đợi những cái thay đổi và những cái cột mốc mới của cái thị trường này. Có một cập nhật một xíu cho anh em, đó là ở cái thời điểm này thì các cái hacker trong cái pool của Curve, thì một vài cái pool thì đã có những cái khoản refund rồi, tức là những cái giao dịch để hoàn trả lại tài sản cho các cái bên bị thiệt hại rồi.
thì ra đó là một cái cập nhật nhỏ nhỏ sau một cái chuỗi drama mà có thể nói là rất là nhiều những cái sự kiện và rất nhiều thông tin, rất nhiều chi tiết liên quan đến các finance tuần vừa rồi. Thì chắc là cái tập podcast sau này nó cũng hơi dài và nó cũng hơi nhiều chi tiết nó chồng chéo lên nhau, thì hy vọng là anh em vẫn đâu đó không bị lạc trong cái biển thông tin này. Và rồi cảm ơn anh Poseidon rất nhiều đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này, và bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Rồi, rất cảm ơn Nguyên và cũng rất vui khi được chia sẻ với anh em những quan điểm của mình về cái drama lần này. Thì một đôi lời nhắn nhủ thôi, tức là anh em đó, như anh em thấy đó, những cái bài học liên quan đến những cái sự kiện mang tính tồi tệ gần đây của crypto, nó đều liên quan đến những cái vị thế nợ. Thì đây là câu chuyện muôn thuở của thị trường tài chính rồi, tại vì nợ nó có thể kích thích sản xuất nhưng mà nó cũng có thể tạo ra khủng hoảng kinh tế. Thì anh em hãy, đặc biệt trong cái thời điểm mà lãi suất rất cao rồi thị trường thì khó như là chị, anh em hãy hết sức cẩn thận với cái việc mà vay nợ, đặc biệt là vay nợ mà để mua tiêu sản ông founder của Curve rồi. Rồi vui vẻ vậy thôi ha. Rồi chào biệt anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh Poseidon rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, bye bye anh em.